Rồi một năm mình mới quay lại nhìn cái khu vườn mình ha, và mình nhìn hết ra luôn à. Oh my God ơi. Đây, Đinh Lăng nè, bên đó là Từ Bi ha. Đây là cây mật gấu nè, mít nè, cái này là lá lốt nè. Ôi ơi, hết chỗ cho mấy em ở luôn rồi, chằng chịt luôn. Đây là nghệ ha, nghệ đen. Rồi, nghệ đen á bạn, cái củ nó màu đen rất là quý. À, gừng cũng có luôn ha. Rồi, mình bây giờ là hết thấy đường đi rồi đó. Cái khu vườn mình tạo cách đây cũng 3 năm, 2-3 năm về trước ha. Rồi, nó chằng chịt. Rồi, cây trong là cây sứ nè. Rồi, tùm luôn rồi, hết thấy đường luôn rồi. Một năm nay mình mới quay về, mình không còn nhìn ra luôn. Rồi, Từ Bi mình cắm rất là nhiều chỗ nó mọc, hết thấy luôn rồi. Rồi chùm ngay trồng cũng mất xác luôn rồi, chùm ngay hình như là nó tử rồi, được có một cây trước và làm giống được một cây thôi. Rồi, không có thời gian đó mà, không có thời gian chăm sóc cho nó mọc như thế này luôn. Để các bạn ơi, mình trồng nhiều cây xanh thì nào tốt thì nấy, miễn không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh là ok ha. Trồng cây xanh thì nào nhiều thì nào tốt thì nấy. Các bạn cứ yên chí một điều ha, chúng ta coi trồng cây xanh là không có giờ mà phí đâu ha, không bao giờ hao phí đâu. Ta trồng càng nhiều thì chúng ta sẽ gặp càng nhiều may mắn đến với mình. Các bạn không tin cứ thử xem, bảo đảm các bạn trồng nhiều cây xanh để chúng ta gặp nhiều may mắn. À, tin hay không thì các bạn thực hành thử, các bạn sẽ biết ha. Ai mình trồng là chủ yếu mình trồng mấy cây thuốc à, có gì chia sẻ mọi người ha. Những cây dại xung quanh thì mình không tính, cái cây thuốc nào quý quý là mình moi, mình đi xôi, mình đi sinh về để mà mình gây tạo giống thêm. Rồi nói thêm các bạn biết luôn nha, ở cái ông mật gấu này nè, trời ơi, mới đầu sinh một nhánh con hả bạn, sinh một nhánh con để mình mô tả cho các bạn. Đây đây, cái bên luôn nè, đó một nhánh con ở tầm này thôi nè đó. Bây giờ ổng đẻ đây nè, đùi luôn nè, đây nè. Các bạn trồng mật gấu các bạn chú ý nha, trời ơi, nó mà bén gốc một cái rồi ha, như đây luôn nè, nó chiếm cái là muốn hết cái khu vườn mình luôn á, các bạn nhìn. Rồi, xin chia sẻ với các bạn như đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.